Trong phần chương thứ tư này tôi chỉ tập trung làm rõ chúng ta cái hoạt động, cái chức năng, cái vai trò của cái sở giao dịch chứng khoán như thế nào. Đó. À, đây là một cái biểu tượng thì thường thấy, chúng ta thấy thường thấy trên các cái sở giao dịch chứng khoán của các quốc gia đó, một cái biểu tượng con bò tót, bởi vì người ta kỳ vọng rằng cái thị trường nó sẽ tăng trưởng và nó ổn định trong tương lai, đúng không? Ta kỳ vọng một cái bức tranh tốt hơn cho nền kinh tế, bởi vì cái thị trường chứng khoán nó sẽ phản ánh cái sự suy thoái hay tăng trưởng, người ta hay gọi là phong vũ biểu của nền kinh tế, nha. Thì cái biểu tượng này người ta nói rằng là nó sẽ thể hiện cái sự phồn vinh hay là cái sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán, và người ta hay lấy cái biểu tượng này đặt trước các cái trung tâm, các cái sở về chứng khoán lớn. Thì đầu tiên chúng ta hình dung về cái khái niệm về sở giao dịch chứng khoán hiện nay phổ biến, đó là người ta nói rằng đây là một pháp nhân, một pháp nhân. Thường pháp nhân thì nó sẽ tổ chức dưới dạng một công ty, đúng không? Và nó sẽ tự chủ về tài chính, tức là tự chủ về thu và nguồn thu, nguồn chi. Và các quốc gia thì chúng ta thấy rằng là đều có ủy ban chứng khoán nhà nước quản lý về phía nhà nước đại diện và quản lý cái sở giao dịch chứng khoán. Chúng ta có hai sở giao dịch ở hai đầu, đúng không? Ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Và hai sở này thuộc sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Và chúng ta nói thêm một chút, thì các nước thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước người ta sẽ đứng độc lập với Bộ Tài chính. Trong khi chúng ta thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chúng ta là trực thuộc Bộ Tài chính. Đúng không? Và đôi khi chúng ta thấy những cái văn bản, những cái nghị định mà đưa ra là phải có thông tư Bộ Tài chính hướng dẫn, rồi đến văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì nó mới được thực thi trên thực tế. Đôi khi cái vấn đề này nó hơi chậm so với thực tiễn, đúng không? Nhất là trong cái lĩnh vực chứng khoán. Rồi gần đây chúng ta nghe cái nghị định mà cho phép thành lập công ty chứng khoán dưới hình thức 100% vốn nước ngoài. Nghị định thì có mấy tháng nay rồi, nhưng mà thông tư Bộ Tài chính hay là văn bản hướng dẫn của Ủy ban chúng ta thì hầu như chưa đã động gì cả. Chúng ta thấy nó cũng cũng có một cái độ trễ, đúng không? Có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động của thị trường. Vậy là chúng ta đã hiểu về cái khái niệm chung về sở giao dịch chứng khoán, đúng không? Và nó có rất nhiều cái loại hình. Các nước thì người ta có thể tổ chức dưới hình thức là 100% vốn từ nhà nước, dưới dạng hình thức một cái doanh nghiệp nhà nước, hay là 100% vốn của tư nhân dưới hình thức là doanh nghiệp tư nhân, đúng không? Rồi cũng có thể người ta lựa chọn theo hình thức công ty cổ phần, có hội đồng quản trị, cũng có ban điều hành, đúng không? Giống như một công ty cổ phần. Và cũng có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có hội đồng thành viên, có người chủ sở đại diện cho công ty đó. Thì hiện tại hai sở giao dịch ở Việt Nam á, thì người ta lựa chọn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước đầu tư 100% vốn. Đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước đầu tư 100% vốn. Đó. Và xu hướng sắp tới thì hai sở giao dịch này nó sẽ sáp nhập lại. Hiện tại chúng ta vẫn nghe là thông tin chúng ta hiện tại là vẫn có hai sở giao dịch, đó, quản lý ở hai đầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ta nghe HOSE thì chúng ta gọi là Sở Giao dịch Hồ Chí Minh, đúng không? Tiền thân của nó là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, thành lập vào năm 2000 đó. Hôm trước tổng quan tôi còn đã nhắc cái phần này. Và sau đó 5 năm thì nó có Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và bây giờ là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Và xu hướng một năm sau thì chúng ta đang có cái đề án là sáp nhập hai sở này làm một, hai sở này làm một để thống nhất về cái phương thức quản lý, thống nhất về cái cơ chế khớp lệnh, thống nhất quản lý trên một cái bảng điện tử giao dịch, rồi tất cả các công ty sẽ chuyển đổi theo cái tiêu chuẩn niêm yết của cái sở giao dịch đó. Thì chúng ta nói rằng là nhiệm vụ và quyền hạn của một cái sở thì thể hiện thông qua ba cái điểm chính như sau. Thứ nhất là nó sẽ quản lý, giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán niêm yết. Tức là chúng ta hiểu rằng là chứng khoán niêm yết ở đây là do các công ty cổ phần, người ta nộp hồ sơ, người ta đăng ký, người ta niêm yết cái cổ phiếu mà người ta đã phát hành ra. Như vậy là hiện nay nếu như chúng ta tính chung cho hai sở giao dịch thì con số nó đã lên 750 cái cổ phiếu niêm yết. Và 750 cái cổ phiếu niêm yết này chịu sự quản lý trực tiếp từ hai sở giao dịch Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi cái tiêu chuẩn nó khác nhau. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh muốn niêm yết trên sở này thì cái vốn điều lệ mà chúng ta hay nhắc á, nó phải từ 120 tỷ trở lên. Còn ở Hà Nội thì nó đơn giản hơn, là chỉ cần trên 10 tỷ là chúng ta được niêm yết tại sở giao dịch Hà Nội. Và cái tiêu chuẩn về vốn điều lệ thì trên sở Hồ Chí Minh nó khắt khe hơn, đúng không? Đòi hỏi cái vốn điều lệ của công ty muốn niêm yết đó nó lớn hơn. Trước đây là 80 tỷ, bây giờ là 120 tỷ vốn điều lệ. Nếu như muốn niêm yết trên sở giao dịch Hồ Chí Minh, thì cái đó là một trong những cái điểm khác biệt nói về cái chứng khoán niêm yết. Và nó sẽ quản lý cái hoạt động này, đúng không? Chúng ta muốn chuyển nhượng, chúng ta muốn mua bán, chúng ta muốn giao dịch các cái chứng khoán này thì đều phải thông qua cái hệ thống giao dịch tại cái sở giao dịch đó. Đó. Và chúng ta hay gọi là thị trường tập trung, thị trường tập trung các loại chứng khoán niêm yết. Chúng ta nhớ lại cái phần lý thuyết đó. Tức là khi người ta nói là thị trường tập trung giao dịch tại sở giao dịch đó, chứng khoán đó, chính là các loại chứng khoán đã được niêm yết, tức là nó đủ điều kiện nó niêm yết trên thị trường. Tức là cái hồ sơ của nó phải được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, của sở giao dịch chứng khoán thì nó mới được niêm yết, đúng không? Và nó có những cái điều kiện về mặt pháp lý. Mà thực ra cái công ty chứng khoán nó cũng đã thực hiện rất nhiều đợt, chúng ta hay nghe là gì, nó thực hiện cái việc là tư vấn niêm yết cho các công ty cổ phần đại chúng muốn chuyển thành công ty niêm yết. Trong cái phần công ty cổ phần tôi cũng hay nhắc chúng ta là gì, công ty cổ phần đại chúng ấy, thì chưa chắc nó là công ty niêm yết, nhưng đã là công ty niêm yết thì bắt buộc nó phải là công ty cổ phần đại chúng. Thì chúng ta nói rằng là nó sẽ quản lý các cái hoạt động chứng khoán niêm yết là vì vậy. Rồi cái hệ thống giao dịch chứng khoán là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách thức mà vì sao trên cái một cái bảng báo giá điện tử á, nó có bao nhiêu loại chứng khoán trên đó, nó có mã chứng khoán, rồi nó có giá trần, giá sàn, giá tham chiếu, rồi nó có một số bên tham gia mua bán, rồi lại ưu tiên như thế nào về cái cơ chế khớp lệnh để nó tạo ra trong một ngày giao dịch. Thì chúng ta nghe một ngày giao dịch có 3 phiên, phiên mở cửa, rồi phiên liên tục, rồi phiên đóng cửa, xác định giá mở cửa, xác định giá đóng cửa, rồi phiên khớp lệnh định kỳ như thế nào, nó có khác gì với phiên khớp lệnh liên tục hay không. Thế thì các cái cổ phiếu đó nó được mua bán ra sao, nó khớp lệnh, người ta trả cái kết quả đó như thế nào. Nãy chúng ta nói rằng là có một cái sơ đồ thể hiện cái quy trình môi giới của công ty chứng khoán đó. Thế thì cái quy trình này nó sẽ thể hiện thông qua cái hệ thống giao dịch chứng khoán này. Và hệ thống giao dịch chứng khoán này được sự quản lý của sở giao dịch. Giám sát hoạt động niêm yết thì tôi cũng đã giải thích rồi. Hoạt động niêm yết chứng khoán là chúng ta phải có hồ sơ, chúng ta đầy đủ hồ sơ theo quy định. Và hiện tại là hơn 750 công ty đã được niêm yết trên sở giao dịch, hai sở giao dịch. Ngoài ra thì nó còn giám sát, quản lý và tổ chức thực hiện cái việc công bố thông tin. Thì trong một số câu hỏi người ta cũng hỏi là cái hoạt động công bố thông tin này từ đâu. Thì thứ nhất chúng ta phải hiểu là gì, công bố thông tin bắt buộc đối với các tổ chức niêm yết, tức là hơn 750 công ty niêm yết đó, thì bắt buộc là chẳng hạn như báo cáo tài chính là phải công bố định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, đúng không? Thông qua cái sở dịch này người ta sẽ công bố cái thông tin cho các nhà đầu tư. Hiện tại thì vẫn tính là khoảng 103 công ty chứng khoán đó, là thành viên của hai sở. Chúng ta chú ý là công ty chứng khoán là thành viên của sở giao dịch nha. Tức là anh phải có tư cách thành viên thì anh mới hoạt động được. Và hiện tại là khoảng 103 công ty chứng khoán đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chịu sự quản lý trực tiếp của sở giao dịch chứng khoán. Và 46 công ty quản lý quỹ, 46 công ty quản lý quỹ hiện tại trên thị trường. Tức là bắt buộc tổ chức niêm yết nè, công ty chứng khoán nè, công ty quản lý quỹ là phải công bố thông tin, và thông qua cái hoạt động của sở giao dịch đó nó sẽ giám sát lại cái việc anh công bố thông tin có đúng hay không, có chậm trễ hay không, có theo đúng quy định của luật hay không. Nếu không đúng là nó sẽ ra cái thông báo, nó sẽ phạt, đúng không? Việc chậm trễ thông tin. Và đôi khi những công ty, các tổ chức niêm yết mà không công bố thông tin thường xuyên đúng theo thời gian quy định, nhiều khi nó yêu cầu là hủy niêm yết.
Có rất nhiều công ty là báo cáo tài chính chậm trễ hàng hàng tháng, hàng quý, đúng không? Và nhà đầu tư người ta không có thông tin, người ta biết cái hoạt động, cái tình hình tài chính của anh như thế nào. Và đôi khi như vậy là phải bắt buộc phải hủy bỏ thông tin. Và chúng ta cùng nhớ là chính cái sở giao dịch đó nó cũng phải công bố thông tin cho ta biết cái hoạt động nó như thế nào, đúng không? Và như vậy là đối tượng mà công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì chúng ta nói là bao gồm kể cả sở giao dịch nè, tổ chức niêm yết nè, công ty chứng khoán nè, công ty quản lý quỹ. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thì chúng ta đã học trong chương vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xét đến cái nội dung tiếp theo. Chúng ta nói về cái vai trò, vì sao nó phải có cái sở giao dịch này, đúng không? Thì trước đây chúng ta thấy rằng trong cái lịch sử của thị trường chứng khoán thế giới, người ta tụ tập lại ở những cái quán cà phê hay là những cái bên dọc đường vỉa hè để người ta tụ tập lại, người ta trao đổi thông tin về một loại hàng hóa nào đó, đúng không? Nó không có địa điểm rõ ràng, đúng không? Rồi thời gian thì người ta cũng tự đặt ra thôi. Các cái thỏa thuận thì nó cũng chưa có cái về mặt pháp lý để mà điều chỉnh hành vi của các bên tham gia. Đó thì đến hiện nay, cái sở giao dịch chứng khoán của bất kỳ một quốc gia nào thì nó đều có một cái địa điểm tập trung, đúng không? Giao dịch tập trung. Có thời gian giao dịch cụ thể cho một ngày giao dịch như thế nào, đúng không? Và phải có hàng hóa giao dịch đủ điều kiện để giao dịch trên sở giao dịch, sở giao dịch chứng khoán. Và nếu như chúng ta hình dung là địa điểm hiện tại chúng ta có hai đầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Rồi thời gian giao dịch là chúng ta nói rằng là một ngày kéo dài từ 9 giờ cho đến 15 giờ chiều, 9 giờ sáng đến 15 giờ chiều, rồi chia làm 3 phiên. 15 phút đầu thì người ta gọi là phiên mở cửa, đúng không? 9 giờ đến 9 giờ 15. Bắt đầu từ 9 giờ 15 đến 13 giờ, 14 giờ 45 thì người ta gọi là phiên giao dịch thứ hai, phiên 2. Phiên 2. Và phiên thứ ba là 15 phút cuối, người ta gọi là phiên xác định giá đóng cửa. Thì chúng ta chú ý là cái thời gian giao dịch này nó sẽ tương ứng với cái phương thức khớp lệnh khác nhau. Thì người ta nói là phiên 1 thì phương thức khớp lệnh định kỳ. Giống như phiên 3, tức là trong 15 phút đó người ta mới xác định cái giá mở cửa hay là đóng cửa, người ta dùng cái phương thức khớp lệnh định kỳ. Còn cái phiên 2 thì nó diễn ra phương thức khớp lệnh liên tục. Thì như vậy là cái thời gian giao dịch cụ thể để người ta phân chia theo cái phương thức khớp lệnh thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau đó. Hàng hóa giao dịch là hiện tại trên 750 cổ phiếu mà tôi hay lấy cái số lượng đó để chúng ta minh họa cho cái hàng hóa giao dịch của thị trường chứng khoán đó. Thì chính là cái số lượng các công ty niêm yết đã đủ điều kiện niêm yết. Gần đây chúng ta còn nghe có một cái số công ty lại muốn hủy niêm yết, đúng không? Người ta không muốn niêm yết nữa. Cũng có rất nhiều lý do trong đó. Cũng có thể là vì do luật định, đúng không? Nếu như mà lỗ lũy kế liên tục, lỗ liên tục 3 năm hoặc là lỗ lũy kế mà mất luôn cái vốn điều lệ thì xem như phải hủy niêm yết bắt buộc. Tự nguyện cái tổ chức đó vì những lý do có thể là người ta thấy rằng là thị trường này suy giảm, người ta không huy động vốn được, hay là giá như vậy là quá thấp so với giá trị thực của nó, người ta muốn hủy đi, người ta không muốn niêm yết nữa. Hoặc là vì lý do có thể công bố thông tin quá minh bạch ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của công ty đó, người ta không muốn là những cái thông tin phải phơi bày hết, đúng không? Những cái thông tin mà người ta cho rằng là bí mật kinh doanh của người ta mà trong khi niêm yết thì bắt buộc phải công bố thông tin. Vậy là chúng ta nói rằng là cái vai trò của sở giao dịch này nó cũng sẽ nhấn mạnh đến cái việc là cái thông tin nó phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, trung thực cho tất cả các cái thành viên, các nhà đầu tư người ta tham gia vào thị trường ở đây. Ví dụ như chỉ số giá tăng giảm như thế nào, các cái báo cáo tài chính nó phải nhắc nhở các cái tổ chức niêm yết phải công bố đầy đủ và kịp thời cho các nhà đầu tư. Thì chúng ta chú ý là người ta nói là thành viên của sở giao dịch là chính là các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đó, ha. Công ty niêm yết là chúng ta hiểu là trên 750 cái cổ phiếu là hàng hóa của thị trường. Rồi bây giờ chúng ta sang cái nguyên tắc tổ chức và hoạt động của một sở giao dịch như thế nào. Chúng ta chú ý nó có 3 cái nguyên tắc mà chúng ta cần nhớ. Thứ nhất là nó nói về nguyên tắc trung gian, thứ hai là nguyên tắc đấu giá, và thứ ba là nguyên tắc công khai. Trung gian có nghĩa là
các hoạt động trên thị trường chứng khoán tại sở giao dịch này thì đều thông qua thành viên của nó mà trực tiếp là các công ty chứng khoán. Các công ty chứng khoán này nó đóng vai trò trung gian. Chúng ta đã hiểu rõ về cái hoạt động của công ty chứng khoán đó, cầu nối trung gian giữa các cái tổ chức phát hành rồi nhà đầu tư để có thể là tiến hành mua bán trên thị trường. Cũng có thể diễn ra trên thị trường sơ cấp, cũng có thể diễn ra trên thị trường thứ cấp. Nhưng khi chúng ta thể hiện trên hệ thống giao dịch hay là cái bảng giá điện tử thì chúng ta nói đó là thị trường thứ cấp mua đi bán lại, đúng không? Thể hiện cái vai trò rất lớn, gọi là nguyên tắc trung gian là phải thông qua một cái công ty chứng khoán. Tức là chúng ta không đặt lệnh trực tiếp tại sở giao dịch. Chúng ta chú ý như vậy, đúng không? Ở góc độ nhà đầu tư công chúng, chúng ta không có đặt lệnh trực tiếp tại sở giao dịch hay là trung tâm giao dịch, mà chúng ta phải đặt lệnh thông qua công ty chứng khoán. Đó là phải thông qua một cái trung gian nhận lệnh, xử lý lệnh, sau đó mới đổ vào cái hệ thống giao dịch của sở giao dịch. Chúng ta chú ý là nhà đầu tư không thể tự mình đặt lệnh ngay vào cái sở giao dịch để người ta xử lý lệnh được, mà phải thông qua cái hệ thống của công ty chứng khoán. Thứ hai, nguyên tắc đấu giá này nó thể hiện là gì? Cái quan hệ cung cầu trên thị trường á. Chút xíu chúng ta sẽ thấy một cái bảng điện nó thể hiện là bên mua bao nhiêu, các bên mua tham gia như thế nào, các bên bán tham gia như thế nào. Vì sao nó nói rằng mua thì đặt giá cao được mua ưu tiên trước, bán thì bán giá thấp thì được ưu tiên trước. Tức là nó dựa trên nguyên tắc đấu giá, đúng không? Anh nào muốn bán nhanh thì anh bán đến giá thấp đấu giá đó. Hay là anh nào muốn mua thì anh nên đặt giá cao để anh mua. Thì như vậy là nó thể hiện nguyên tắc đấu giá. Một cái thị trường cạnh tranh liên tục, đưa ra đấu giá để xác định cái mức giá tốt nhất cho các bên tham gia. Đó là chúng ta hiểu về nguyên tắc đấu giá. Còn công khai có nghĩa là anh phải công khai toàn bộ tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, công khai về các cái thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành, những cái thông tin về kế toán trưởng, thông tin về giám đốc tài chính, thông tin về các cái thành viên ban kiểm soát cũng như là những người có liên quan, đúng không? Đó là rồi tình hình giao dịch của các cái thành viên chủ chốt của công ty đó, hay là cái cổ đông mà 95% trở lên là cổ đông lớn, đều phải công bố thông tin cho các nhà đầu tư khác người ta hiểu rõ được. Ví dụ chúng ta nghe một công ty mà cái thành viên hội đồng quản trị của nó liên tục bán cổ phiếu ra bên ngoài thị trường đăng ký bán, nghĩa là nó cũng đang có vấn đề chẳng hạn, đúng không? Kế toán trưởng nó cũng đăng ký bán, đến ban kiểm soát cũng đăng ký bán, có nghĩa là có vấn đề gì đó người ta mới đăng ký bán, và bắt buộc anh phải công bố thông tin bán đó cho những nhà đầu tư người ta tìm hiểu vì sao nó có như vậy. Tức là phải công khai tất cả những cái thông tin liên quan đến công ty đó. Điều này đôi khi là làm cho một số doanh nghiệp nhà nước chúng ta mà không muốn chuyển thành công ty cổ phần hóa, bán cổ phần ra bên ngoài, đúng không? Bởi vì nó phải dựa trên cái nguyên tắc công khai về thông tin, tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, tất cả những cái thông tin đều phải đưa ra ngoài công chúng. Đây là một cái hệ thống giao dịch mô tả cho chúng ta hình dung được một cái việc là khi giao dịch mua bán thì nó phải diễn ra như thế nào. Chúng ta thấy là ở giữa trung tâm là nó vẽ cái hình là cái máy chủ của sở giao dịch. Đó là nơi đây là nó sẽ nhận cái lệnh từ các thành viên của nó là những công ty chứng khoán. Chúng ta thấy hai bên đó là công ty chứng khoán, đúng không? Rồi nhà đầu tư thì ký hợp đồng và đặt lệnh thông qua công ty chứng khoán đó. Các cái lệnh mua lệnh bán được 103 công ty chứng khoán của chúng ta xử lý và đổ lệnh vào cái hệ thống máy chủ của sở giao dịch, và nó thể hiện trên một cái bảng điện, nó thể hiện trên một cái bảng giá điện tử. Tôi lấy ví dụ như một cái bảng giá điện tử mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau đó, thì chúng ta sẽ hình dung cái bảng giá điện tử đó như thế nào nữa. Thì chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta hình dung là nó sẽ có người môi giới là công ty chứng khoán nè, đại diện cho các nhà đầu tư, người ta đưa lệnh vào hệ thống xử lý xong, nếu như khớp lệnh thành công thì người ta sẽ trả lệnh lại cho trung tâm lưu ký chứng khoán. Bởi vì cái chức năng của trung tâm lưu ký này là nó sẽ hiểu được rằng là cái nhà đầu tư nào có bao nhiêu chứng khoán, nếu bán đi thì nó sẽ cắt cái tài khoản là chứng khoán của bên bán,
để tiền nó về, hoặc là bên mua thì nó sẽ cắt tiền đi, cắt tiền đi chứng khoán sẽ về. À, thì chúng ta hình dung là nó phải có sự tham gia của trung tâm lưu ký chứng khoán. Và bởi vì liên quan đến tiền thì lại phải có một cái ngân hàng đứng ra làm cái giao dịch chuyển tiền đó. Thì cái ngân hàng ủy thác thanh toán ở đây là BIDV, hiện tại là BIDV. À, còn trung tâm lưu ký chứng khoán ta là VSD Việt Nam. À, thì nó phải tham gia vô vào hai cái sở giao dịch này. Tức là khi hai sở giao dịch này báo những cái lệnh khớp lệnh thành công á, thì sau đó trung tâm lưu ký và ngân hàng ủy thác này nó sẽ tham gia vào trong cái việc là chuyển chứng khoán cho người mua, đúng không? Cắt chứng khoán bên bán, đó, rồi chuyển tiền cho bên bán, cắt tiền bên mua chuyển vào. Thì những cái động tác như vậy người ta gọi là thanh toán bù trừ thông qua trung tâm lưu ký chứng khoán này. Đó. Thì đó là một cái hệ thống giao dịch mà chúng ta sẽ thấy là trên thị trường thứ cấp đó, mua đi bán lại nó sẽ diễn ra. Đó. Thì cái hình ảnh mà chúng ta đang xem đây là một cái bảng báo giá chứng khoán hàng ngày giao dịch trên thị trường như thế nào. Bởi vì đây là hôm nay là cái ngày lễ, thành ra là chúng ta không chủ nhật, thành ra chúng ta không thể thấy được cái biến động của nó. Còn thông thường là chúng ta sẽ vào một cái công ty chứng khoán, chúng ta bật một cái bảng giá báo giá điện tử lên, thì nó bắt đầu từ 9 giờ sáng thì nó sẽ thực hiện cái việc công bố cái giá tham chiếu. Tức là mỗi sở giao dịch như vậy nó có một bảng báo giá và tập trung hết toàn bộ 750 cái công ty niêm yết, thì nó tương ứng với một cái mã chứng khoán. Đó. Ví dụ Vinamilk thì VNM. Đó. Ví dụ tập đoàn FPT là nó lấy luôn FPT. Ví dụ vậy. Đó. Ví dụ Hoàng Anh Gia Lai thì là HAG. Đó. Thủy điện Vĩnh Sơn của sông Hinh, Vĩnh Sơn ở Bình Định đó là VSH. Đúng không? Tức là cái mã đó, mã chứng khoán đó. Nó có một cái cục mã đầu tiên. Hay là khoáng sản Bình Định nó có BMC đó. Chẳng bình định đó. Thì chúng ta hình dung là cứ mỗi cái công ty niêm yết thì nó sẽ đặt một cái mã chứng khoán. Có những công ty chứng khoán nó sẽ cho phép chúng ta là khi có cái mã chứng khoán là chúng ta rà chuột vào, chúng ta bấm vào cái mã chứng khoán đó thì nó sẽ hiện đầy đủ thông tin của công ty đó lên, kể cả báo cáo tài chính, kể cả những cái thông tin bắt buộc phải công bố, hay là những cái đợt phát hành tăng vốn nó đều thể hiện rõ trên bảng cáo bạch, nó đính kèm cái thông tin trong đó. Chúng ta đều có thể lấy được những cái thông tin từ tổ chức niêm yết đó, thông tin niêm yết đó. Rồi, hôm qua tôi cũng đã giải thích cái thị giá chính là cái giá tham chiếu, cái cột mà chúng ta thấy màu vàng á, cái cột màu vàng đó là giá tham chiếu. Ví dụ như ngày thứ sáu, giao dịch ngày thứ sáu nó có mức giá đóng cửa của cổ phiếu thì nó sẽ chuyển thành cái mức giá tham chiếu ngày thứ hai. Và chúng ta thấy cái cột trần và sàn á, đó là do cái biên độ dao động giá mà mỗi sở quy định. Chẳng hạn như sở giao dịch Hồ Chí Minh quy định là biên độ dao động giá là cộng trừ 7%, biên độ dao động giá trên sở giao dịch Hà Nội là cộng trừ 10%. Thì chúng ta căn cứ cái biên độ dao động giá này, chúng ta sẽ tính ra mức giá trần và mức giá sàn. Tôi lấy ví dụ, chẳng hạn như ta nói rằng là mức giá tham chiếu của một cổ phiếu là 10.000, đó là giá đóng cửa ngày hôm trước nó chuyển sang là giá đó tham chiếu ngày hôm giao dịch, giả sử hôm nay, đúng không? Thì nó là cột giá tham chiếu màu vàng. Tôi lấy sàn Hà Nội thì tôi sẽ nhân với 1,1, tức là 1 cộng 10% á, thì nó sẽ là 11.000. Tôi gọi đó là giá trần trong cái ngày giao dịch thứ hai. Tôi lấy 10.000 đó tôi nhân với 1 trừ đi 10%, tức là nhân với 0,9 là 9.000, thì tôi gọi đó là giá sàn trong cái ngày giao dịch thứ hai. Tức là những cái lệnh mua bán, đặt mua đặt bán có mức giá đều phải nằm trong cái khoảng giá trần giá sàn đó. Tức là ít nhất là anh đặt mà thấp nhất thì cũng đụng giá sàn thôi, 9.000 thôi, còn cao nhất thì cũng chỉ là 11.000 thôi. Tức là trong ngày nó biến động trong cái khoảng đó, 9.000 đến 11.000, từ cái mức giá tham chiếu 10.000, đúng không? Tôi căn cứ vào biên độ dao động giá sở Hà Nội quy định cộng trừ 10% thì tôi sẽ tính ra cái giá trần giá sàn. Ta nghe được không? Bởi vì nó sẽ liên quan đến cái việc là chúng ta phải đặt lệnh ở mức giá nào hợp lý. Chúng ta có một số câu hỏi như vậy. Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu nó là giá tham chiếu như thế nào. Thứ hai
là phải từ biên độ giao dịch động giá, chúng ta phải tính ra được cái giá sàn giá trần đó, thì những cái lệnh nó đều phải nằm trong cái giá trần giá sàn. Ví dụ không thể đặt quá giá trần được, à, đặt mua đặt bán gì cũng vậy, cũng không đặt quá giá trần, à, và cũng không thấp hơn giá sàn, không? Không cao hơn giá trần mà không thấp hơn giá sàn. Và ở trong cái bảng giá này chúng ta hình dung là nó có hai bên, chúng ta thấy cái chữ dư mua dư bán á, tức là trên thị trường phải có bên mua bên bán nhé. Đó. Thì theo nguyên tắc là gì? Bên mua thì những anh nào mà mua giá cao nhất thì ta xếp vào cái cột giá 1. Giá thấp hơn thì người ta đưa vào giá 2. Giá thấp hơn nữa thì người ta đưa vào giá 3. Bởi vì sao? À, theo nguyên tắc đấu giá là gì? Người mua mà đặt giá cao thì được quyền mua trước. Cũng như ra chợ mà ra mà đấu giá mà anh nói là anh bỏ giá cao thì người ta cho anh mua ngay, cao nhất mà, theo nguyên tắc đấu giá. Và nhưng mà về phía bên bán thì ngược lại, chúng ta cũng thấy là giá 1, giá 2, giá 3. À, thì ba mức giá này là ưu tiên anh nào bán thấp nhất tôi đưa ra trước là giá 1, sau đó đến giá 2 và sau cùng là giá 3. À, ta hiểu được nguyên tắc đấu giá không? À, tức là nhìn vào đây thì chúng ta hiểu rằng là bên mua à, giá 1 là giá cao nhất, mua cao thì được quyền mua. Còn bên bán á, giá 1 đó là giá thấp nhất. À, anh nào anh bán giá thấp thì anh được bán trước. À, nguyên tắc đấu giá thôi. Người ta sẽ so những cái lệnh này xem thử nó có khớp hay không, thì nó sẽ thể hiện ở cái cục giữa đó là khớp lệnh giá bao nhiêu, khối lượng như thế nào. Và cái cộng trừ đó là tăng hay giảm so với giá tham chiếu. Ví dụ giá tham chiếu đang là 10.000 mà khớp lệnh được 10.500 thì có nghĩa là đã tăng được 500 đồng một cổ phiếu. Đó, ta hình dung được không? À, đây là các cái cột trên một cái bảng báo giá trực tuyến. Chúng ta bật bất kỳ một cái bảng báo giá nào thì nó đều thể hiện cái thông tin như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang nguyên tắc. À, nguyên tắc thì vì sao nó phải thể hiện được cái sự khớp lệnh đó như thế nào? Đó. Thì nó có những cái ưu tiên mà chúng ta bắt buộc phải nắm bắt. Thứ nhất là nó rằng ưu tiên về giá. À, ưu tiên về giá. Thì theo cái vấn đề tôi vừa giải thích, ưu tiên về giá nó nghĩa là cái thị trường này là phải đấu giá thôi. Đó. À, những cái lệnh mua còn mức giá cao hơn thì được ưu tiên. Và về phía bán thì những cái lệnh bán có mức giá thấp hơn thì được ưu tiên. Đúng không? Ta nắm nguyên tắc ưu tiên về giá. Thứ hai là nếu như những cái lệnh mà người ta thấy cùng mức giá như nhau, thì bây giờ người ta nói rằng cái việc anh nhập lệnh vào hệ thống trước thì được ưu tiên. Ví dụ là có 105 công ty thực hiện cái việc nhập lệnh đó, thì những công ty nào nó trang bị cái hệ thống thông tin tốt, rồi cái bộ phận môi giới, nhân viên môi giới nó thao tác nhanh chính xác, thì cái lệnh nó đi nhanh vào hệ thống. Mà nếu như cùng mức giá như nhau mà cái lệnh nhập vào hệ thống trước thì được ưu tiên xử lý trước, nào, ưu tiên khớp trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói về thời gian. Thời gian sau đó là khối lượng. Có nghĩa là nếu như cùng thời gian mà bây giờ khối lượng lớn hơn thì lại được ưu tiên. Khối lượng lớn hơn thì lại được ưu tiên. Đó là cùng mức giá, cùng thời gian, nhưng khối lượng lớn hơn thì sẽ được ưu tiên. Tôi nhắc lại cái nguyên tắc khớp lệnh chúng ta là thứ tự ưu tiên là chúng ta phải chú ý là giá, sau đó đến thời gian và sau cùng là khối lượng. Đó. Có khi người ta đảo những cái trật tự này lại, người ta hỏi chúng ta là nguyên tắc khớp lệnh như thế nào. Chú ý là phải nhớ là ưu tiên về giá trước, đó, sau đó là đến thời gian và sau cùng mới là khối lượng. Có bốn cái loại lệnh khác nhau mà chúng ta cần phân biệt trong cái phần này. Nhất người ta nói là lệnh giới hạn. Thứ hai là có một cái loại lệnh mà nó xuất hiện trong cái phiên 1. Phiên mở cửa người ta ký hiệu là ATO, người ta gọi là cái lệnh giao dịch ở mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa ATO. Nó sẽ diễn ra ở phiên 1, phiên 15 phút đầu tiên, tức là 9 giờ đến 9 giờ 15 thì nó sẽ xuất hiện thêm cái lệnh ATO này. Đó. Và trong cái phiên thứ hai người ta hay gọi là phiên khớp lệnh liên tục thì nó sẽ xuất hiện cái lệnh thị trường ký hiệu là MV. Xong trong cái phiên thứ ba
15 phút cuối, tức là từ 14h45 đến 15 giờ chiều đó là có diễn ra cái phiên sau cùng, thì nó sẽ xuất hiện cái lệnh ATO, ATC, tức là ưu tiên thực hiện, ưu tiên thực hiện. Chúng ta sẽ giải thích sau. Nhưng mà chúng ta chú ý là nó chỉ xuất hiện trong 15 phút cuối á, thì người ta ký hiệu là ATC, đóng cửa đó. Còn 15 phút đầu tiên, phiên 1, thì nó có ATO, ATO. Còn lệnh giới hạn nó sẽ tồn tại trong các phiên giao dịch, bởi vì đó là lệnh ghi giá. Người ta muốn mua, muốn bán ở một mức giá nào đó, người ta ghi vào trong cái phiếu lệnh đó, thì người ta gọi là lệnh giới hạn. Có ghi giá rõ mức giá cần mua bán như thế nào, khối lượng giao dịch ra sao. Thì lần lượt chúng ta sẽ xem, tìm hiểu các loại lệnh này thông qua cái khái niệm và ý nghĩa của nó. Sau đó chúng ta sẽ thực hành một số ví dụ. Người ta nói rằng là chúng ta phải xác định cái khối lượng giao dịch và cái mức giá trong một phiên giao dịch người ta đưa ra các bên mua bán như thế nào. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cái lệnh giới hạn được ký hiệu là LO, lệnh giới hạn. Thì theo cái khái niệm này, người ta nói rằng đây là lệnh mua hoặc lệnh bán ở một mức giá xác định hoặc tốt hơn cho các bên tham gia. Chúng ta chú ý cái khái niệm mức giá xác định hoặc tốt hơn cho các bên tham gia. Và đặc điểm của nó là phải ghi cái mức giá vào đó. Ví dụ như các bạn nói rằng các bạn mua cái cổ phiếu đi số lượng 1.000, thì các bạn phải ghi cái mức giá các bạn muốn mua là 14.000 vào đây, ghi 14. Đó. Hay là các bạn muốn bán cái cổ phiếu SAM, cái số lượng người ta mô tả ở đây là 500 cổ phiếu, người ta ghi mức giá 12.000, người ta ghi vào đây. Tức là đặc điểm của nó là phải có ghi rõ giá, bởi vì người ta sẽ so khớp mà. So bên mua bên bán đưa ra như thế nào, có lệnh nào nó trùng nhau hay không, nó khớp nhau hay không, ở cùng một mức giá hay không. Thì người ta sẽ đưa ra cái khối lượng khớp lệnh và mức giá khớp lệnh. Và chúng ta chú ý nó có cái mức giá thực hiện, tức là bằng hoặc tốt hơn cái giá tham chiếu ban đầu. Cho các nhà đầu tư người ta tham chiếu vào mức giá đó, đưa ra cái mức giá khớp lệnh để xem thứ tự khớp lệnh như thế nào, khối lượng bao nhiêu. Khối lượng bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta chú ý là cái lệnh giới hạn này nó tồn tại trong cả 3 phiên, phiên 1, phiên 2, phiên 3 đối với nhà đầu tư trong nước. Còn riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, bởi vì trên thị trường chúng ta có tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, thì cái lệnh, nếu như lệnh giới hạn có ghi giá thì nó sẽ tự động nó hủy trong từng phiên. Tức là nếu như phiên 1 mà không thực hiện được thì nó sẽ hủy, nó không tồn tại sang phiên 2. Tức là nó khác biệt, ở đây là khác biệt giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước. Trong nước thì khi chúng ta dùng cái lệnh này, lệnh giới hạn này, thì nó sẽ tồn tại suốt cả 3 phiên. Đến khi nó khớp được thì thôi, còn không khớp thì hết 3 phiên nó mới hủy. Hoặc là trừ trường hợp nhà đầu tư đó muốn hủy, thì đặt lệnh hủy vào. Còn nhà đầu tư nước ngoài thì bắt buộc từng phiên như vậy anh đặt xong, nếu như không khớp được là nó sẽ hủy bỏ. Thì chúng ta sẽ xem một cái ví dụ trong hai cái phiên. Phiên đầu tiên là phiên định kỳ, mở cửa, và phiên tiếp theo là phiên liên tục. Chúng ta xem hai cái ví dụ này. Người ta gọi là ví dụ về lệnh giới hạn trong theo phương thức khớp lệnh định kỳ. Theo phương thức khớp lệnh định kỳ. Thì chúng ta xem nè. Chúng ta có cái cổ phiếu 3A. Người ta để giá tham chiếu là 9.900. Nãy tôi đã giải thích cái giá tham chiếu rồi. Thì chúng ta nhìn cái cột mà thể hiện bốn cái cột là có bên mua bên bán, khối lượng mua, khối lượng bán. Và tương ứng như vậy người ta đưa ra giá mua và giá bán. Nào, chúng ta nhìn cái bảng thể hiện cái số liệu đó. Thì trong phiên khớp lệnh định kỳ á, thì người ta sẽ dùng cái khoảng thời gian 15 phút để so khớp các lệnh có ghi giá. Các lệnh có ghi giá. Thì chúng ta chú ý là bên bán nó đưa ra hai mức giá là 9.800 và 10.000. Đúng không? Bên mua thì chỉ có một bên mua thôi và đưa ra mức giá 10.000. À. Thì giá tham chiếu là 9.900, chúng ta đọc lại là lệnh giới hạn thì sẽ là lệnh mà có mức giá như ban đầu là giá tham chiếu hoặc tốt hơn để hai bên so khớp với nhau.
Thế thì trong các mức giá 9.800, 9.900, 10.000 này thì chúng ta chọn ra cái mức giá 10.000 là tốt nhất để thực hiện cho hai bên, tức là đã có cái mức giá khớp rồi. À, tức là bên mua cũng chấp nhận mua 10.000 và bên bán cũng đã có người bán 10.000. Thì tốt nhất cho hai bên là giá 10.000 trong 15 phút để so khớp, người ta gọi là định kỳ. À, thì người ta khi chọn ra được cái mức giá tốt nhất là 10.000 rồi á, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy cái khối lượng khớp này. Bên mua thì đồng ý mua tới 5.000, bên bán thì chỉ có hai người bán thôi. Khối lượng mỗi người 1.000, như vậy là bán hết. Do vậy sau khi khớp xong thì cái khối lượng khớp ở đây sẽ là 2.000, đúng không? Và giá khớp ở đây sẽ là 10.000. Sau đó nó sẽ còn dư lại bên mua là 3.000 cổ phiếu với mức giá 10.000. Thì chúng ta gọi đó là cái phiên định kỳ. Phiên định kỳ. Bây giờ chúng ta xem thử là nếu như giả sử cái lệnh có ghi giá, lệnh giới hạn này nó xuất hiện ở phiên 2, phiên khớp lệnh liên tục, thì nó có khác biệt gì hay không? Chúng ta chú ý tiếp cái slide tiếp theo, 14. Chúng ta xem thử có sự khác biệt nào hay không. Khi người ta đổi cái chữ trong ngoặc này, định kỳ người ta đổi thành liên tục. Định kỳ người ta đổi thành liên tục. Chúng ta xem thử có sự khác biệt không? Bây giờ chúng ta đã thấy có sự khác biệt là nếu như thực hiện ở phiên 2, phiên liên tục, thì khi đưa các lệnh này vào thì người ta sẽ so là gì? Bên bán có anh A bán 9.800 thì anh được ưu tiên khớp trước ngay, khớp trước 1.000 của anh A. Và sau đó là B bán tiếp theo 1.000, bởi vì bên mua vẫn mua tới 5.000 luôn, đúng không? Do vậy là cái kết quả khớp lệnh nó khác đi, nó sẽ theo từng đợt. Nhà đầu tư A sẽ được ưu tiên khớp trước bởi vì anh đưa ra giá bán thấp hơn, sau đó mới đến B. Ví dụ như bên mua mà nó chỉ có C mua 1.000 thôi thì chỉ có được A bán thôi, không có tới B đâu, bởi vì B đưa ra mức giá thấp hơn, đúng không? Liên tục có nghĩa là so khớp từng lệnh với nhau và theo nguyên tắc là bán thấp hơn thì được ưu tiên trước, hoặc là mua cao hơn thì được ưu tiên trước. Ở đây có hai người bán thì xem như anh A được bán trước, sau đó mới tới B. Nếu như cái từ chữ liên tục này mà nó diễn ra định kỳ, tức là phiên 1, phiên 3, thì bây giờ chúng ta lại phải nói là phải chọn ra mức giá tốt nhất để các bên khớp, đúng không? Ví dụ vừa rồi là 10.000, rồi sau đó mới các bên khớp như thế nào. Còn liên tục là các cái lệnh liên tục đưa vào so khớp để mà theo nguyên tắc đấu giá chọn ra cái khối lượng khớp liên tục như vậy cho các bên tham gia vào, theo nguyên tắc bán thấp được khớp trước, mua cao được khớp trước. Trong phiên 2 thì nó lại có một cái lệnh thị trường, cái lệnh này cũng khá là phức tạp, đúng không? Thì nó nói rằng là gì, nếu như ở góc độ mà mua, chúng ta đặt một cái lệnh thị trường mua vào hệ thống thì nó sẽ so với những bên nào mà bán thấp nhất khớp, bởi vì anh đang cần mua, anh đặt cái lệnh thị trường vào thì nó sẽ so những cái bên bán mà đang đưa ra cái mức giá thấp để nó so. Ngược lại, nếu như chúng ta ghi là lệnh thị trường mà chúng ta đang ở bên bán, chúng ta gọi là lệnh bán thị trường, thì nó sẽ so với một số nhà đầu tư bên mua, tức là bên bán đó, bên mua đó, thì nó sẽ so là cái giá mua cao nhất rồi đến thấp dần. Ngược lại, đúng không? Lệnh thị trường mua là so với bên bán thấp nhất, chúng ta nhớ nguyên tắc như vậy. Rồi bắt đầu cao dần lên. Lệnh thị trường bán thì so với bên mua, nhưng mà theo nguyên tắc là mua phải là cao, sau đó thấp dần, thấp dần. Thì chúng ta sẽ xem một số cái ví dụ để chúng ta hình dung, rồi sau đó chúng ta đọc lại là vì sao mà nó khớp chưa hết thì nó chuyển là thành một cái lệnh giới hạn, lệnh giới hạn có mức giá cao hơn đối với lệnh mua và mức giá bán thấp hơn đối với lệnh bán. Và nó có hai cái chú ý chúng ta cần nhớ là khi nhập vào mà không có cái lệnh đối ứng có ghi giá là nó không có thực hiện được. Và chỉ sử dụng trong cái phiên 2 là phiên khớp lệnh liên tục.
Bây giờ chúng ta sẽ hình dung thông qua một vài cái ví dụ để chúng ta nói rằng là thể hiện cái lệnh MB như thế nào. Cái phần này chúng ta tự đọc thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xem ví dụ nè. Giả sử như có một cái cổ phiếu chúng ta đang quan tâm là ABB, và trong các cái lệnh chúng ta quan tâm là nó có bên mua bên bán, đúng không? Cũng lấy khối lượng là 5.000 bên mua, là bên mua đặt mua lệnh thị trường MB vào hệ thống. Người ta không ghi giá nha, cái lệnh này không ghi giá mà chỉ ghi là MB thôi, lệnh thị trường. Tức là người ta sẽ mua khối lượng 5.000 với mức giá ghi là giá thị trường. Thế thì theo nguyên tắc nó sẽ là gì? So khớp với những bên bán nào thấp nhất để nó khớp trước. Ví dụ bên bán chúng ta thấy có 12.100, thì ngay lập tức cái khối lượng bán 1.000 tương ứng giá 12 sẽ khớp trước. Rồi tiếp tục mới tới là 2.000, mức giá 12.100. Như vậy là sau khi mà mua hết, bên bán hết rồi, bên mua vẫn còn dư mua, vẫn còn dư mua, bởi vì còn mua mà. Vậy mua hết 12.100 rồi, thì cái khối lượng dư mua là 2.000 đó, nó sẽ chuyển thành một cái lệnh giới hạn có ghi giá cao hơn một đơn vị ít giá. Chúng ta nhớ là người ta sẽ có quy định đơn vị ít giá ở đây là 100 đồng đối với những cổ phiếu có mức giá dưới 50.000. Thì chút xíu chúng ta sẽ giải thích cái đơn vị ít giá sau đó nữa. Cái quy định chung về đơn vị ít giá, đó là những cổ phiếu mà nó đang giao dịch với mức giá dưới 50.000 thì mỗi lần nó thay đổi giá thì nó phải cộng 100. Còn đối với những cổ phiếu mà thị giá của nó đang giao dịch trên 50.000 thì mỗi lần cộng trừ nó là 500. Còn đối với những cổ phiếu trên 100.000 thì mỗi lần nó thay đổi cái mức giá của nó thì nó phải cộng trừ 1.000. Thì đối với ví dụ này là chúng ta thấy cổ phiếu này nó đang dưới 50.000 thì người ta gọi đơn vị ít giá của nó là 100. Bởi vì anh đang cần mua, khi sau khi mua hết thì cái khối lượng dư mua đó nó chuyển thành một lệnh có ghi giá. Thì với mức giá mà bán mà khớp gần nhất là 12.100, nó cộng một đơn vị ít giá thì nó trở thành 12.200. Tức là người ta đọc là kết quả khớp lệnh, đúng không? Tổng cộng 3.000, trong đó 1.000 là mức giá 12, 2.000 mức giá 12.1, còn lại 2.000 sẽ chuyển thành lệnh giới hạn. Mà lệnh giới hạn thì phải ghi giá, đúng không? Chúng ta đã đọc cái đặc điểm của lệnh giới hạn. Và lúc này lệnh giới hạn mua ở mức giá 12.200, tức là anh phải cộng thêm 100 so với mức giá bán trên thị trường hiện tại, đúng không? Hiện tại là đã khớp 12.100 rồi, mà bây giờ còn dư mua nữa, tức là anh đang muốn mua thì anh phải chào mua với mức giá cao hơn chút để có người bán, người ta tiếp tục, người ta đưa cái cổ phiếu ta vào hệ thống người ta bán. Như vậy muốn khuyến khích như vậy là anh phải đặt, anh mua giá cao hơn chút, đúng không? Và cao hơn chút ở đây chính là anh cộng thêm cho 100. Từ 12.100 anh cộng 100, tức là trở thành 12.200. Đó là một cái ví dụ về lệnh thị trường. Tức là khi chúng ta đang đứng ở góc độ bên mua, chúng ta muốn mua. Chú ý là chúng ta muốn mua, chúng ta đặt trong cái phiên 2, chúng ta đặt lệnh thị trường thì bắt đầu nó sẽ so với bên bán. Và những cái giá bán thấp thì nó sẽ khớp trước, cứ tăng dần lên. Nếu còn dư nữa thì nó sẽ trở thành một cái lệnh giới hạn có mức giá mua cao hơn một đơn vị ít giá. Rồi đó là cái sổ lệnh chúng ta gọi là sau khi so khớp thì khối lượng bên mua là 2.000, mức giá 12.200. Rồi chúng ta xem một cái ví dụ tiếp theo về cổ phiếu XYZ. Trong cái sổ lệnh này nó có 4 nhà đầu tư tham gia, AB bên mua, CD bên bán. Và chúng ta thấy rằng là bên mua thì đưa ra 13.500 và 13.400. Trong khi bên bán thì có nhà đầu tư C, người ta bán đến 13.700. Đúng không? Tức là nếu như dừng lại ABC thì chưa khớp gì cả. Nhưng bên bán lại xuất hiện nhà đầu tư D, người ta bán, người ta ghi cái giá thị trường MB. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích ở góc độ bán. Ví dụ vừa rồi là chúng ta giải thích ở góc độ mua đối với lệnh này. Ví dụ tiếp theo này, chúng ta giải thích lệnh
thị trường này ở góc độ là bán. Và ở đây điển hình là nhà đầu tư D muốn bán cái khối lượng 2.600 cổ phiếu, được không? Chúng ta quan sát vì sao nó trả ngay khớp lệnh là 2.600. A, so với người mua giá cao nhất là A ngay lập tức khớp nghìn, rồi sau đó đến B, đúng không? Sau đó đến B, nhưng mà bởi vì bên mua nó mua 2.600 thôi, vậy đến B thì B chỉ khớp 1.600 còn lại thôi. Sau khi A khớp xong 1.000 thì B được khớp tiếp 1.600 nữa, và mức giá là thấp hơn một đơn vị ít giá là 13.400, đúng không? Thế vậy chúng ta thấy rằng sau khi mà khớp xong thì cái sổ lệnh còn lại là B còn dư mua 400 giá 13.400, và bên bán vẫn còn C 13.700 khối lượng 1.000. Đó là chúng ta hình dung là nếu như đặt lệnh ở bên bán thì nó sẽ ngay lập tức so với bên mua, mà giá mua cao hơn thì sẽ được ưu tiên khớp với cái lệnh MB này, đúng không? Giá mua cao hơn sẽ được khớp, rồi sau đó đến cái lệnh giá thấp hơn tiếp theo. Rồi chúng ta xem một cái ví dụ vẫn về cái lệnh MB này. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây nó có giá tham chiếu là 14, rồi giá trần là 14.7, giá sàn là 13.3. Có nghĩa là sao? Ở đây là trước đây cái quy định của nó là cộng trừ 5%. Thì giá 14 này ta nhân với 1.05 thì nó ra giá trần, và nhân với 0.95 thì nó ra giá sàn. Thì các cái mức giá đặt thì nó luôn nằm trong cái khoảng giá sàn và giá trần này. Thì cũng đây là một trường hợp đặc biệt, chúng ta sẽ xem cái diễn biến của nó giao dịch như thế nào. Chúng ta chú ý là bên mua nó có hai khối lượng là 5.200, 8.000 với tương ứng mức giá là 13.914, sắp xếp theo thứ tự giảm tăng dần. Bên bán là 6.000, 3.300 và 2.800, tương ứng mức giá là 14.1, 14.2 và 14.7. Nếu mình nhìn vào đây thì không có lệnh nào khớp cả, bởi vì bên mua chỉ đưa ra 13.914, đúng không? Trong khi bên bán thì lại muốn bán tới 14.1, 14.2, 14.7. Nhìn vào đây thì đâu có khớp được, đúng không? Bởi vì phiên 2 mà, phiên khớp lệnh liên tục mà. Nó chỉ so những cái mức giá mà trùng nhau thì nó mới khớp. Bây giờ người ta đặt ra cái trường hợp này. Có một lệnh thị trường mua. Đó là bây giờ người ta xem là bên mua đặt vào mua 8.000. Vậy các bạn hình dung là 8.000 này nó sẽ được so với gì? Bởi vì muốn mua thì nó sẽ so với bên bán. Và bên bán thì giá thấp nhất sẽ được ưu tiên bán trước. Chúng ta nghe được không? Là trong ví dụ này cái diễn biến đầu tiên là người ta đặt một lệnh thị trường MB mua vào hệ thống. Bởi vì với cái hình ảnh này thì chưa có khớp gì cả, đúng không? Đâu sao khớp được với nhau đâu. Bên mua hai mức giá 13.9, 14, trong khi bên bán thì 14.1, 14.2, 14.7. Có một lệnh mua 8.000 đặt vào, thì ngay lập tức cái 6.000 đầu tiên bên bán á, sẽ khớp với giá 14.1 cho cái lệnh này. Rồi tiếp theo, 2.000 tiếp theo sẽ được khớp với giá 14.2. Như vậy bên bán chúng ta thấy là còn dư lại là 1.003 giá 14.2 và 14.7 thì vẫn còn 2.008 sau khi có cái lệnh 8.000 mua thị trường này đặt vào, được không? Chúng ta thấy được cái diễn biến không? Rồi từ cái tiếp tục từ cái bảng này chúng ta thấy cái trường hợp tiếp theo, người ta nói rằng là gì? Có một cái lệnh bán 15.000 tiếp tục đặt vào, nhập vào. Bây giờ người ta giải thích bên bán. Nếu như bán 15.000 cổ phiếu ABC này được nhập vào, chúng ta thấy cái hình ảnh bên mua này. Bên mua chỉ có 5.200 và 8.000 đúng không? Giá 13.9, 14. Bây giờ có một cái lệnh bán MB 15.000 vào thì ngay lập tức hai cái khối lượng này nó sẽ khớp. Và so 13.9 trước, 13.9 sẽ khớp với cái giá hai mức giá, đúng không? Bởi vì bán thì nó sẽ so với bên mua nào? Mua cao nhất trước,
tức là 8.000 là nhân với 14 và 5.200 thì nhân với 13 9. À, khớp hết hai cái khối lượng bên mua rồi. Như vậy là bên bán mà đặt cái giá thị trường này thì nó vẫn còn dư bán là bao nhiêu? 1.800 đúng không? 15.000 chúng ta trừ đi cho 8.000 trừ đi 5.200 thì nó vẫn còn 1.800. Thế thì bởi vì anh muốn bán như vậy là từ cái mức 13.9 đó anh phải trừ lùi đi 100. Đi xem thử có bên nào mua với mức giá thấp hơn này hay không. Bởi vì anh đang cần bán đúng không? Bán hết cho hai cái nhà đầu tư vừa rồi rồi, người ta mua hết rồi. Giá 14 rồi đến 13.9 rồi. À, tổng cộng hết 13.800 rồi, 13.200 rồi. Và anh vẫn còn dư bán 1.800. Thế gì? Thế thì người ta mới nói là anh muốn bán đi nữa chăng nữa thì anh phải giảm giá xuống. À, nó trừ đi một cái đơn vị ít giá từ 13.9 nó còn 13.8. Như vậy chúng ta thấy có thêm một cái dòng này bên bán 1.800 xuất hiện mức giá 13.8. Có nghĩa là gì? Do anh đang đặt lệnh bán, anh muốn bán, anh bán hết cho hai nhà đầu tư kia rồi, bây giờ anh còn dư bán thì anh phải chào một cái mức giá nó thấp hơn, đúng không? À, bây giờ chào giá thấp hơn một đơn vị ít giá là 13.8, từ cái mức 13.9 là mức thấp nhất. Rồi trường hợp sau cùng người ta nói rằng là nếu như đặt vào một cái lệnh mua 19.000 vào, thế thì bây giờ cái lệnh này nó sẽ quét hết toàn bộ cái khối lượng còn lại của bên bán, phải không? 1.800, 1.300 và 2.800 là tổng cộng chỉ có bao nhiêu? 3.100 cộng cho 2.800 là 5.900, đúng không? Như vậy mà đặt 19.000 vào thì bên mua nó sẽ có dư mua, đúng không? Tức là sau khi khớp hết thì nó sẽ có dư mua. Nhưng cái dư mua này chúng ta thấy cái mức giá mà sau cùng của nó là 14.700 đó, là nó không cộng thêm nữa bởi vì nó đụng giá trần rồi. Không cộng thêm nữa bởi vì đụng giá trần, đúng không? 14.700 là giá trần. À, như vậy là chúng ta không cộng thêm nữa. À, ở đây là một lệnh mua đặt vào, nhưng mà nó khớp hết toàn bộ bên bán, tương ứng các mức giá. Bên bán thì giá thấp sẽ được ưu tiên trước, 13.8, 14.2 đến 14.7. Và lúc này 14.7 dư mua đó không được cộng thêm bởi vì nó đụng giá trần rồi. Được không? À, thì đây là ba trường hợp phổ biến mà chúng ta hay nghe nói về cái lệnh thị trường này. Chúng ta có thể đọc thêm, chiều chúng ta có thể hỏi thêm về cái phần này nếu như chúng ta chưa rõ ở chỗ nào, ví dụ nào. À, buổi sáng chúng ta đang dừng lại ở các cái loại lệnh mà thể hiện trên cái bảng giá điện tử chứng khoán chúng ta đã tìm hiểu. À, và cái cơ chế khớp lệnh của nó thì chúng ta đã chia ra là 3 phiên, đúng không? Và trong cái cơ chế khớp lệnh thì cái phiên 1 và phiên 3 chúng ta gọi là cái cơ chế khớp lệnh định kỳ. À, hoặc là người ta còn dùng là phương thức khớp lệnh, đúng không? Phương thức khớp lệnh định kỳ. Thì trong cái phiên 1 đó nó lại xuất hiện thêm cái lệnh ký hiệu là ATO. Người ta gọi là cái lệnh ưu tiên khi thực hiện 15 phút đầu tiên để xác định cái mức giá mở cửa. Tức là bên cạnh cái lệnh giới hạn có ghi giá thì đôi khi chúng ta thấy bắt gặp những cái lệnh mua, lệnh bán có ghi cái mức giá là không ghi rõ cụ thể nhưng ghi cái ký hiệu là ATO. Thì đối với những cái loại lệnh này nó sẽ được ưu tiên khớp trước so với những lệnh giới hạn có ghi giá. À, chúng ta nhớ về mặt lý thuyết nó nói rằng là lệnh được ưu tiên khớp trước. Chút xíu chúng ta sẽ lấy ví dụ để chúng ta hình dung về cái việc là được ưu tiên khớp trước so với cái lệnh giới hạn như thế nào. Đúng không? Chúng ta đọc cái dòng người ta in đậm á, lệnh ATO ưu tiên khớp trước lệnh giới hạn có ghi giá. Được không? À, chúng ta nghe được cái câu này cái gì? Và chúng ta nói rằng là hiệu lực của lệnh á thì chỉ nằm trong 15 phút đầu để xác định cái phiên giá mở cửa đó, xác định giá mở cửa. Và người ta ghi là phiên khớp lệnh định kỳ 15 phút. Đúng không? Tức là trong 15 phút đầu tiên đó, những lệnh ghi giá được so khớp để đưa ra một cái mức giá tốt nhất cho hai bên thực hiện. Thì bên bán hay bên mua ghi lệnh ATO thì đều được ưu tiên khớp trước. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái ưu tiên này trong các cái ví dụ để chúng ta hình dung được cái loại lệnh có ghi ATO này. Thì chúng ta xem cái ví dụ 1 nè. Cổ phiếu 3C có mức giá tham chiếu là 8.000 đồng.
Tức là cái giá đóng cửa hôm trước chuyển sang làm giá tham chiếu đó. Và chúng ta thấy rằng trong 15 phút đầu tiên này, trong cái phiên 1, 15 phút đầu tiên, theo phương thức khớp lệnh định kỳ đó, thì cổ phiếu này nó có 4 nhà đầu tư tham gia. Về phía mua, có nhà đầu tư C và D, tương ứng các mức giá là 8.400, 8.300. Và bên bán thì có nhà đầu tư A và B. Thì chúng ta thấy A đưa ra mức giá bán là 7.600. Còn B thì lại ghi mức giá là ATO, tức là bên bán đó, đặt cái lệnh ATO để bán. Thì trong các mức giá để người ta so khớp này, thì không có mức giá nào giữa hai bên đưa ra để mà so khớp hết cả. Đúng không? Bên mua thì 8.300, 8.400, bên bán thì 7.600. Tức là không có cái mức giá nào để cơ sở hai bên khớp. Thì người ta sẽ chọn cái mức giá tốt nhất giữa hai bên thực hiện, đó là mức giá 8.000, giá tham chiếu. Tức là khi mà so các cái lệnh có ghi giá thì không khớp với nhau, thì người ta sẽ chọn ra một mức giá tốt nhất để hai bên thực hiện là mức giá 8.000, là mức giá tham chiếu chúng ta đã thấy về cái cổ phiếu 3C này. Sau khi có mức giá thực hiện đó, thì chúng ta sẽ so cái lệnh, thì cái lệnh nào ghi ATO người ta sẽ ưu tiên khớp trước, tức là B sẽ được quyền bán trước 1.000 đó, theo mức giá đã được chọn là mức giá 8.000. Và bởi vì bên mua có lượng mua lên đến 2.500, sau khi B bán được 1.000 thì A sẽ bán được tiếp tục 1.500 còn lại. Chúng ta hình dung được không? Tức là sau khi chọn ra mức giá thực hiện thì bên B sẽ được bán đầu tiên, bởi vì có ghi giá ATO vào rồi. Tức là bán theo giá ATO thì được ưu tiên khớp trước. Và 1.500 còn lại sẽ được A bán, nhưng mà A bán không phải theo cái mức giá 6.700 mà bán được 8.000, bởi vì trong cái phiên khớp lệnh định kỳ đó nó chọn ra một mức giá để các bên thực hiện là giá tốt nhất giữa hai bên chấp nhận. Chấp nhận ở đây là mức giá 8.000. Rồi sau khi bán xong thì chúng ta thấy cái sổ lệnh là A còn dư 500, mức giá 7.600. Thì mặc dù cái giá kết quả khớp lệnh vẫn là theo giá 8.000, đúng không? Và giữa hai bên khối lượng khớp là 2.500. Trong đó B đã bán được 1.000 đầu tiên do đặt lệnh ATO, Rồi bây giờ chúng ta xem một cái ví dụ tiếp theo. Giả sử như cổ phiếu này giá tham chiếu là 10.000, vẫn tiếp tục là một cái lệnh ATO bên bán được đưa ra. Thế bây giờ chúng ta sẽ chọn cái giá tham chiếu như thế nào này, giá để mà các bên thực hiện. Giá tham chiếu 10.000, bên mua đưa ra 10.500, bên bán đưa ra 10.200, đúng không? Thì trong ba mức giá này, giá tốt nhất để các bên thực hiện đó là giá 10.200, chứ không phải là giá 10.000 nha. Nếu như chọn 10.500 thì cao quá, thiệt cho bên mua, mà chọn giá 10.000 thì thấp quá, thiệt cho bên bán. Như vậy là cái mức giá để thực hiện ở đây chính là giá 10.200. Tức là trong cái phiên 15 phút này người ta sẽ chọn ra cái mức giá để thực hiện tốt nhất giữa các bên đưa ra, đồng thời với mức giá tham chiếu đó, thì người ta sẽ chọn ra được một cái mức giá tốt nhất để hai bên cùng thực hiện theo cái mức giá đó là 10.200. Thế thì mặc dù chúng ta thấy rằng A đưa ra mức 10.200 nhưng A không được quyền bán trước. Mặc dù cái mức giá 10.200 là do A đưa ra đó, đúng không? Chúng ta quan sát cái số liệu, cái dữ liệu giá đó. Nhưng do B ghi ATO cái lệnh bán thì lại B thì lại được bán trước. Mà bên mua thì chỉ có 1.500 thôi, C mua 1.500 thôi. B bán tới 2.000, do vậy B khớp với C là coi như hết, A không được quyền bán. Do B được ưu tiên bởi cái tính chất của lệnh ATO là được ưu tiên khớp trước so với cái lệnh giới hạn có ghi giá. Thông qua ví dụ này chúng ta rút được cái nhận xét đúng không? Chúng ta rút ra được cái nhận xét đúng không? Và nhớ cái phần lý thuyết đúng không? Người ta còn hỏi những cái phần lý thuyết như vậy trên các cái câu hỏi trắc nghiệm. Nếu chúng ta không chú ý thì chúng ta không trả lời được đâu. Như vậy là trong cái ví dụ này chúng ta thấy rằng là mặc dù A đưa ra cái mức giá 10.200 đó là cái giá để thực hiện, nhưng A không được thực hiện trước mà B sẽ thực hiện bán trước. Chúng ta thấy rằng là nếu như
nhìn vào thị trường chúng ta đánh giá một cách tổng quát chung, khi mà chúng ta thấy thị trường suy giảm thì rất nhiều công ty người ta đặt cái lệnh ATO để người ta bán. Hoặc là khi người ta muốn mua thì trong 15 phút đầu người ta lại đặt ATO để người ta mua. Lúc thị trường mà gia tăng lên, tức là tranh mua thì phải đặt cái lệnh ATO để mà được khớp trước. Hoặc là lúc suy giảm, thị trường nó giảm, muốn bán đi thì nên đặt cái giá ATO để bán nhanh hơn, bởi vì nó sẽ được ưu tiên khớp trước. Ưu tiên khớp trước. Nhưng mà chúng ta nhớ tính chất là nó được ưu tiên khớp trước là ở đây. Thì sau khi mà khớp xong 1.500 thì 500 còn lại của B sẽ tự động hủy bỏ nha, chứ không phải tồn tại sang cái phiên thứ hai. Nó khác với cái lệnh có ghi giá. Chúng ta nhớ lại là lệnh có ghi giá là lệnh giới hạn. Nó tồn tại trong suốt 3 phiên. Riêng đối với phiên đầu tiên này, cái lệnh ATO mà không thực hiện hoặc là thực hiện một phần thì nó tự động nó hủy bỏ sau 15 phút. Tương tự như vậy, chúng ta nhớ rằng tương tự như ATO thì trong 15 phút cuối, người ta nói rằng cái phiên giao dịch thứ ba, phiên giao dịch xác định giá đóng cửa, thì nó cũng có một cái loại lệnh ghi là ATC. Nó tương tự tính chất như ATO ở chỗ là nó cũng sẽ được ưu tiên khớp trước lệnh có ghi giá. Lệnh có ghi giá chúng ta hiểu là lệnh giới hạn. Chúng ta chỉ cần nhớ như vậy thôi. Ưu tiên khớp trước lệnh giới hạn có ghi giá đó khi mà so khớp lệnh với nhau. Được không? Ví dụ như lệnh đưa vào, nhưng mà sau khi có mức giá 15 phút cuối cùng nó có mức giá xong, thì những cái lệnh mà ghi ATC mua thì được ưu tiên mua trước, hay là những cái lệnh ATC bán sẽ được ưu tiên bán trước so với những lệnh có ghi giá. Và nó chỉ diễn ra trong 15 phút cuối của cái phiên xác định giá đóng cửa, người ta gọi là phiên 3, phiên khớp lệnh định kỳ. Phiên khớp lệnh định kỳ. Chúng ta chú ý rằng là ATO, ATC là những lệnh không có ghi giá nè. Ví dụ như ở đây người ta ví dụ là mua ri 1.000, chỉ ghi ATC thôi, không có ghi giá cụ thể. Hay là bán SAM 500 cổ phiếu, cũng ghi là ATC thôi, không có ghi giá cụ thể. Nhưng khi ghi cái lệnh giới hạn, tức là tôi mua ri giá 14.000 thì phải ghi rõ ra, gọi là lệnh giới hạn, lệnh có ghi giá. Thì người ta căn cứ vào những cái lệnh giới hạn đó để người ta so với giá tham chiếu đưa ra một cái mức giá thực hiện. Thì khi có giá thực hiện rồi thì những cái lệnh mà ghi ATO hay ATC trong phiên 1, phiên 3 đó sẽ được ưu tiên khớp trước so với những lệnh ghi giá là lệnh giới hạn. Chúng ta tóm tắt như vậy. Và chúng ta chú ý là các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài á, thì trong cái phiên khớp lệnh định kỳ 1 và 3 á, nếu như lệnh mua mà không được khớp á, thì phải tự động hủy bỏ ngay. Trong phiên 2 khớp lệnh liên tục á, mà lệnh mua của nước ngoài mà không được khớp thì cũng tự động hủy bỏ. Và khi mà nó liên quan đến khối lượng nhà đầu tư nước ngoài được mua, hay nói cách khác là chúng ta nhớ là nhà đầu tư nước ngoài theo luật chúng ta hiện tại thì sở hữu tối đa 49% cái vốn điều lệ của một công ty cổ phần nào đó trong nước á, không chỉ sở hữu tối đa 49% thôi, trừ các tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng chúng ta gọi là các ngân hàng thương mại cổ phần á, thì nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa 30% vốn điều lệ của cái ngân hàng thương mại cổ phần đó. Rồi chúng ta từ cái quy định này mà người ta nói rằng là khối lượng nhà đầu tư nước ngoài được mua trong một ngày giao dịch, hay người ta dùng cái từ room, tức là cái room cho nhà đầu tư nước ngoài, thì cái tỷ lệ hay là cái số lượng này hàng ngày sở giao dịch chứng khoán nó sẽ công bố, nó công bố. Ví dụ đang sở hữu đến 30% rồi, thì chỉ còn 19% đối với các cái tổ chức, các công ty cổ phần. Còn đối với ngân hàng, nếu như tối đa đã đến 30% thì xem như hết room, không được phép mua cái khối lượng nữa. Thì chúng ta hình dung đó là mà chúng ta nói về những cái lệnh giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài, và có cái giới hạn của nó trong cái việc là sở hữu cái tỷ lệ
của một công ty cổ phần. Thông thường các công ty niêm yết, tôi nhắc lại, là tỷ lệ 49%, nhưng đối với ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết thì chỉ là 30% thôi, tối đa. Và chúng ta chú ý trên cái giao dịch đó, thì chúng ta hay thấy là khớp lệnh nó chỉ thể hiện là 1 hay 10. Chứ trong cái cột mà khớp lệnh đó, cái khối lượng đó, chúng ta chú ý là 1 đó là 100 cổ phiếu hay là 100 chứng chỉ quyền. Bởi vì nó dịch, giao dịch theo lô chẵn. Hay là trên sàn Hà Nội đôi khi người ta quy định là 10 cổ phiếu thôi. Ví dụ chúng ta thấy nó khớp là nó thể hiện 100, nhưng thực ra 100 nó nhân 10 lên là thành 1.000 cổ phiếu, cụ thể là 1.000 cổ phiếu hay là 1.000 chứng chỉ quyền. Chứ không phải chúng ta thấy trên bản điện nó khớp có 10 cổ phiếu, chúng ta nói là 10 cổ phiếu đâu. Cái lô quy định của nó là 100 hoặc là 10. Như vậy chúng ta nhân 10 lên hay chúng ta nhân 100 lên thì nó mới ra cái khối lượng cụ thể. Còn nếu như người ta nói rằng giao dịch theo lô lớn á, thì chúng ta nhớ là 20.000 cổ phiếu hay là 20.000 chứng chỉ quyền. Chứng chỉ quyền chúng ta đã tìm hiểu rồi, đúng chưa? Do quỹ đầu tư nó phát hành và có một công ty quản lý quỹ đứng ra huy động vốn rồi đầu tư cái số vốn từ cái quỹ đầu tư đó. Một số quy định khác chúng ta cần nhớ đó là tôi nhắc lại cái đơn vị yết giá mà khi mà chúng ta nói đến cái lệnh thị trường MB á, chúng ta nói là cộng trừ một đơn vị yết giá đó. Thì người ta sẽ căn cứ vào cái mức giá, cái thị giá của nó vào ngày hôm trước, hay nói khác là giá đóng cửa đó vào ngày hôm trước. Ví dụ như giá đóng cửa của nó là dưới 50.000, thì mỗi lần mà nó biến động, nó tăng hay giảm á, thì người ta sẽ cộng theo cái đơn vị yết giá là 100 đồng. Tôi lấy ví dụ như cổ phiếu đó là 40.000 đồng giá đóng cửa ngày hôm trước, thì hôm sau, đúng không, nó cộng trừ, giả sử như trước đây cộng trừ 5% biên độ dao động giá, thì chúng ta sẽ xác định được giá trần giá sàn theo cái khối lượng này. Tôi lấy 10.000 cho nó dễ đi. Ví dụ như chúng ta lấy 10.000, chúng ta nhân với 1,05 là ra 10.500 là giá trần. Giá tham chiếu của nó là 10.000. Giá sàn là chúng ta trừ đi 5%, thì chúng ta sẽ nhân với 0,95. Như vậy 9.500. Từ mức giá tham chiếu, giá trần là 10.500, giá sàn là 9.500, nghĩa là nó dao động trong cái khoảng này, 9.500 cho đến 10.500. Và khi đặt lệnh á, chúng ta đặt là 10.100, 10.200, 10.300, 10.400 được. Mỗi lần chúng ta cộng cho 100, người ta gọi là đơn vị yết giá. Chúng ta không thể đặt là 10.050 đồng là không được. Nếu mà các bạn đặt là 10.100, hoặc là tôi lùi lại thì tôi nói là tôi đặt 9.900 thì được. Chứ không phải lùi lại là nó là 9.950 đồng là không được. Bởi vì đơn vị yết giá của nó là 100 đồng. Chúng ta hiểu cái chỗ này cái gì? Cộng trừ một đơn vị yết giá là theo 100 đồng. Chứ không phải theo số lẻ. Ví dụ như là biên độ dao động giá 5% cộng trừ 5% mà tôi nói rằng giá trần giá sàn. Như vậy, nếu như chúng ta đặt 10.600 là không được. Bởi vì sao? Nó cao hơn giá trần. Giá trần của nó tối đa là 10.500 thôi. Còn các bạn đặt giá mua hay giá bán gì đó mà các bạn đặt 10.600 là không đúng. Hoặc là giá sàn của nó, giá thấp nhất của nó trong cái ngày đó là 9.500. Các bạn đặt 9.400 là không được. Bởi vì nó thấp hơn cái giá sàn quy định. Rồi chúng ta chú ý là khi người ta hỏi về một cái mức giá hợp lệ trong cái đặt lệnh, thì chúng ta phải căn cứ vào biên độ dao động giá của nó để tính được cái khoảng giá trần giá sàn, nghĩa là nó biến động trong cái khoảng này. Thứ hai, chúng ta phải chú ý đến đơn vị yết giá của nó. Bởi vì đối với những cái cổ phiếu mà nó đã lớn hơn cái thị giá của nó, lớn hơn 50.000 đó, thì mỗi lần cộng trừ như vậy là chúng ta phải cộng cho 500, chứ không còn 100 nữa. Ví dụ nó đang là 51.000, các bạn không thể đặt 51.100 được, mà phải đặt là 51.500, hoặc trừ lại thì 49.500 thì được, chứ không phải lúc này là 49.900, bởi vì nó sai đơn vị yết giá của nó. Nó đang là cái thị giá của nó trên 50.000, thì lúc cộng hay trừ thì phải cộng trừ cho 500 hoặc bội số của nó, nhưng mà phải nằm trong gì,
nằm trong cái khoảng mà giá sàn và giá chập. Thì đó là hai cái lưu ý chúng ta cần chú ý. Thì hiện tại trên thị trường, trên sở Hồ Chí Minh á, cái biên độ này nó đã là cộng trừ 7%, trên sàn Hà Nội á, hiện tại của nó là cộng trừ 10%. Hai cái mức này là trước đây, trong năm nay nó đã sửa đổi là nó cho biên độ rộng hơn, biến động rộng hơn trong một ngày giao dịch. Rồi, ví dụ như chúng ta thực hiện cái ví dụ thực hành này, sau đó chúng ta sẽ bước sang cái chương sau cùng. Ví dụ như chúng ta có loại chứng khoán A, giá đóng cửa phiên giao dịch trước là 9.800, đó là cái giá mà chúng ta sẽ làm giá tham chiếu cho cái phiên giao dịch hiện tại, đúng chưa? Phiên giao dịch tới á, thì người ta quy định là biên độ dao động là 5%. Từ cái biên độ này, từ cái mức giá 9.800 này, chúng ta phải tính ra mức giá trần, giá sàn, đúng không? Và bởi vì cái giá của nó là 9.800, do vậy là nó đang thấp, nó nằm trong cái phạm vi 1, tức là dưới 50.000. Thì mỗi lần cộng trừ của nó là phải theo cái đơn vị yết giá 100, đúng không? Tức là hai thông tin này nó giúp cho chúng ta xác định một cái dãy giá trị tương ứng mức giá mà chúng ta đặt nằm trong cái khoảng đó, nằm trong khoảng giá cao hơn giá sàn hoặc là đúng bằng giá sàn và tối đa là giá chập, được không? Và mỗi lần như vậy chúng ta lấy giá tham chiếu đó, chúng ta cộng trừ cho một đơn vị yết giá là 100 đồng. Bây giờ chúng ta thấy có bốn cái dãy giá trị tương ứng A, B, C, D. Thì theo các bạn, cái dãy giá trị nào là phù hợp? Thứ nhất là theo biên độ cộng trừ 5%, thứ hai là theo đơn vị yết giá cộng trừ 100 đó. Các bạn ở Tây Ninh trả lời tôi xem. Đầu tiên trả lời cho tôi giá trần, giá sàn của nó là bao nhiêu? Từ cái mức 9.800. Bước đầu tiên đó. Bước 1 để chúng ta hướng dẫn cái thực hành này. Để xác định được giá trần, giá sàn thì chúng ta phải tính như thế nào? Chúng ta căn cứ vào biên độ dao động giá ta đang quy định là 5%. Như vậy từ 9.800 đó, nếu các bạn nhân với 1,05, tức là 1 cộng 5% đó, chúng ta hình thành giá trần. Còn nếu như chúng ta nhân với 1 trừ đi 5% thì chúng ta sẽ hình thành giá sàn. Và các mức giá nó phải nằm trong cái khung này, đó là từ giá sàn cho đến giá trần, tối đa giá trần thôi. Giá tham chiếu của nó là 9.800. Và chính cái mức giá này chúng ta sẽ, nếu như muốn xác định giá trần á, thì chúng ta sẽ nhân với 1 cộng 5% do cái biên độ dao động giá là 5%. Giá sàn là 9.310 không thầy? 9.310 thì các bạn sẽ phải làm tròn dòng cao hơn, quy định đó, nó làm tròn cao hơn, tức là 9.400, chứ không phải là làm tròn xuống nha. Nhân giá trần thì lại làm tròn xuống. Ví dụ như các bạn tính nhân với 1,05 này ra bao nhiêu? 9.801,05. Bao nhiêu? 9.801. Sao kỳ vậy? 9.800 mà nhân với 1,05 mà sao kỳ vậy? Chín nghìn tám nhân với 1 cộng 5% mà là nhân với 1,05. 10.290. Thì lúc này chúng ta chọn là 10.200, chúng ta làm tròn xuống. Như vậy nó phải dao động từ mức 9.400 cho đến 10.200. Được chưa? Bước tiếp theo, chúng ta chú ý là những cái mức giá nào nó phù hợp với đơn vị yết giá là 100. Chẳng hạn như câu A, nó có phù hợp với đơn vị yết giá 100 không?
Ở Bình Định trả lời xem. Bình Định ai cầm mic, ai cầm micro đó. Trả lời tôi xem. Phương án A nó có phù hợp với đơn vị yết giá 100 không? Dạ, theo em đáp án C này. À, đáp án C. Đáp án C bạn thấy có gì hợp không hợp lý không? Có mức giá nào không hợp lý không? Mười nghìn bốn trăm thì nó lại quá cái mức giá trần. Dạ. Còn phương án B á, thì lại có mức giá 9.300. Đó là đặt dưới mức giá sàn. Còn A thì lại là không đúng theo quy định về đơn vị yết giá của nó. Nó có những cái số lẻ. Đúng không? Chúng ta loại A là do là có những cái số lẻ như là 10 đồng trong đó là không được. B thì vi phạm về giá sàn, đặt dưới giá sàn. C thì lại có mức giá cao hơn giá trần. Và chỉ còn D là nằm trong cái dãy biên độ giá trần và giá sàn, đúng không? Và không vi phạm về đơn vị yết giá 100 đó, thì chúng ta sẽ chọn câu D. Thì đây là một cái ví dụ để chúng ta hình dung, cũng có rất nhiều câu hỏi liên quan đến cái phần mà xác định một cái dãy giá trị là có thể đặt lên các mức giá trong một phiên giao dịch của một chứng khoán nào đó, phụ thuộc vào biên độ dao động giá và cái đơn vị yết giá của nó. Ví dụ như người ta hỏi một cái chứng khoán nào đó mà giá nó trên 50.000 rồi, chúng ta phải chú ý đơn vị yết giá nó không còn là 100 nữa mà là 500. À, thì xem những cái phương án nào mà nó vi phạm đơn vị yết giá người ta loại ra. À, rồi nếu như nó phù hợp là xem thì nó nằm trong cái khoảng giá sàn và giá trần không. Thấp hơn giá sàn thì không được, cao hơn giá trần thì không được. À, thì đó là lưu ý của chúng ta trong một số câu hỏi liên quan đến phần này. Phần trung tâm lưu ký là chúng ta tự đọc ha. À. Rồi bây giờ chúng ta bước sang chương thứ 5. Để kết thúc chương 5 thì chúng ta sẽ trả lời toàn bộ các câu hỏi thắc mắc liên quan đến môn học.